Chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh với Phú. Thì đầu tiên xin gửi lời chúc sức khỏe tới quý vị anh chị cô chú đã xem đài cũng như là quý vị anh chị cô chú xem kênh thì cũng vui lòng cho em Phú một đăng ký kênh, một like để có thể gửi đến quý vị anh chị cô chú nhiều cái video hơn. Thì hôm nay thì em đi đến một cái cửa hàng đồ cũ ở khá là xa, chạy xe mất 30 phút. Đi cuối tuần thì đi xem có gì hay mua quay cho viện cho cô chú coi. Thì đây có cái chỗ này nó rất nhiều cái mic cũ, nhiều mà đều được sắp xếp gọn gàng sạch đẹp, không như ở những cái chỗ khác trước em đã từng đi. Đây thì người ta cũng rất nhiều rất đẹp, đều là vì đây là check ok hết. Tuy nhiên thì những cái hàng cũ này thì được xếp vào cái lô hàng xanh. Hàng xanh nghĩa là ta hiểu với nhau là hàng đã xếp vào cái hàng hỏng, không có bảo hành. Hỏng là đây là và sao là hỏng, không có bảo hành, không có trả hàng, không có đổi hàng. Còn về hoạt động thì có những cái người ta ghi đây là đã check ok và những cái không ok người ta ghi đây rồi. Ví dụ còn cái con đồng bao này chắc chắn nó sẽ có cái thông tin chi tiết hơn. Con này là 1.000 này, con này là mic toa này quý vị, giá 1.000 nha. Đấy, con này đã ghi đây check cho âm ok rồi nha. Ở chỗ dầm con này đấy, dây có dây có giáp hết là đủ hết, giá 1.000 đấy. Thì xanh này toa nha, đây là con này, con xanh này cũng đã ghi là check cho âm ok nha quý vị nha. Con này là dynamic, con này thì 500 yên còn tầm mấy chục, chưa được 100.000 à. Đây thì cũng 500 yên, con này là của gì đây? Con này là của microphone made in Japan này. À của DM58 của Cardio Moving Coil. Không đấy. 500 yên. À Sony này, 500 yên. Sony này không thấy ghi là check ok chưa? Không thể ghi chắc ok chưa thì mình nếu mình chấp nhận mua là hên xui nha quý vị. Đây thì Dynamic Microphone National Made in Japan, không có dây ạ, giá cũng 500 yên. Đây là một cụ không của thằng gì đây, và âm thì đã chắc ok nhé, 1.000 này, không dây này. VO gì đây, Victor nha quý vị nhé. Rất nhiều mic đây cũng nhận được. Đây cũng một đàn Victor cũng đã check ok hết nữa, Made in Japan này. Giá 1.000 đấy, Victor này thì mic mấy em đi khá nhiều nơi thấy mic Victor khá đắt so với những mic khác. Như Việt Nam mình không biết là các anh chị có không để chơi chứ. Victor nhiều mà hay hỏi về mic Sony. Này Sony con này cũng 1.000 này, chưa thuế, là 1.001. Check ok rồi đó. À, không thấy ghi. Không thấy gì check ok, nhưng mà thường thường những thằng mà dây buộc đẹp này á, thì thường thường người ta đã check ok rồi quý vị, thường thường thôi chứ không phải là hoàn toàn, nhưng thường thường. Đây là con này thì thằng này không có dây, 800 yên đã check ok của Dynamic Microphone SU80. Thằng này là thằng mic dây nhỏ 3.5, cái này thì Pioneer, mic dây nhỏ này thì đầu nhát nhỏ và dây nhỏ. Thế thì mấy thằng Panasonic cũng 500 yên, không có dây co độ, không có dây kết nối. Audio Technica thì thường thường là 500 yên, 550 yên cả thuế. Đi chỗ nào cũng thế, giá chung mà. Đây, Audio Technica này, thường thường là nó giá 550 yên cả thuế quý vị. Con này là Ukara. Con này thì cũng 300 yên, hàng này thì không ai dùng mấy. National 300 yên này. Mic nó bị móp, con này cũ xấu quá. Nói chung về mất công vệ sinh lau rửa thì cũng được thôi. Còn mấy thằng này mic nhựa này chắc là mic dây 3.5 rồi. Đấy thì quanh đây thì nó rơi vào tầm mic đa số là cái tầm giá đó. Thì em cũng đi quay một số cái đồ khác. Thì mic thì nó cũng dao động từ 500 yên đến 1 sen. Nghĩa là từ khoảng tầm 80.000 gì đó cho đến 160.000, 90.000 đó đến 180.000, giá là chưa thuế và chưa cước vận chuyển về Việt Nam thì nó rẻ quý vị ạ. Cước cái này thì nó 190.000 một cân, cái này nó chưa tầm 3-4 lạng gì đó, mấy chục nghìn.
một cái mic này, thì nếu nhiều anh chị có khả năng sửa chữa hoặc là khắc phục ấy, thì người ta mua sẽ yên tâm, người ta về người ta có thể xử lý được. Còn nếu mà mình mua để chơi thôi thì những con nào mình chơi ok rồi thì mình mua chơi thử chẳng hạn, nó cũng gọi là hàng rẻ, tất nhiên là ít tiền thì không thể nhiều thịt được, nhưng mà được vẫn mic mới ấy, Việt Nam mua loại vài 300-400 nghìn thì chắc là có bằng chất lượng bằng này. Nên là em nói thật vậy, ở bên nhà em có chú hay mua ba đồ á, mua đồ dây dở rồi mic ba vỡ là nó đứt hết dây rồi nó tay tịt hết đấy. Thì em cũng xin chấm dứt video ngắn này tại đây, thì em lại đi quay một số cái loa cho anh chị của chú cùng xem. Đây, đồ nào quán này rất nhiều đồ quý vị, đấy quán này bé nhưng mà mấy cái đồ dụng cụ chơi nhạc, ví dụ là đàn rồi cái âm ly đàn rất nhiều, loa thì ít thôi. Đây em sẽ đi quay loa quý vị cùng xem.